Trời, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái mặt của mình có dễ thương không? Nhưng mà sao cái giọng cười của mình không dễ thương tí nào vậy ta? Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật Ký Luyện Rồng. Ta-da! Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Đó chính là đã lâu lắm rồi mình chưa có ra cái series Nhật Ký Luyện Rồng mà cho mấy bạn xem. Cho nên có rất là nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, sao lâu mà anh không ra Nhật Ký Luyện Rồng đi? Thì hôm nay mình sẽ vào lại World Nhật Ký Luyện Rồng. Mình sẽ tiếp tục quay Nhật Ký Luyện Rồng cho anh em xem nha. Ok, và chân chơi như thế nào? Chúng ta bắt đầu đi chơi thôi. Ủa, sao mày mà làm gì vậy? À, tôi đang tập đồ, không biết là ông mà ngưỡng đầu lên ngưỡng xuống là người cao lên đó, không biết hả? Tào lao, ai chỉ bà, tự nhiên không ngước đầu lên sao ập mặt xuống là cao lên hả? Tào lao, bà muốn cao thì bà phải biết đi tập thể dục, phải uống sữa Milo nhiều vô, hiểu không? Thôi đi ra ngoài đi tập thể dục với tôi đi, là tự động cao lên nè. Trời ơi, thôi bà quên nữa, lần trước các bạn mình đã xây được một cái căn nhà ở đây nè anh em. À, một cái căn nhà. Bà đói bụng quá, thế là bà đi bà nướng thịt heo. Nhưng mà gỗ ở nhà hết rồi, bà chặt cái nhà tôi ra, bà lấy gỗ bà nướng thịt heo đúng không? Nè, còn dư con heo đây nè. Trời ơi, bị điên à, ông nghĩ người tôi như con cú chiếu này sao mà đập được căn nhà to không? Ông bị khùng không? Ủa, nhưng mà căn nhà tiên ở đâu mất hả? Tự nhiên ở đâu mất hả? Tại bà không có nhà đúng không? Ủa sao ông không có nhà, bắt tôi coi nhà hả? Tại bà là con gái mà phải coi nhà chứ. Tại vì ông là con gái, ông đi coi nhà. Bà là con gái, bà là mình người phải nội trợ nha. Bà phải coi nhà mới đúng. Ơi, tức quá mà. Chính ta là người đã phá căn nhà đó. Ủa, sao bà sao? Bà có nghe thấy cái tiếng của ai mới vừa nói không? Tôi hình như tôi mới nghe tiếng ai nói thì phải. Có. Khi nào ma không? Ui, đúng rồi. Ui, mấy bạn ơi, có khi nào là cái world này của mình nó có ma không ta? Thế là con ma nó mới phá cái nhà của mình. Ủa, vậy là ai, rốt cuộc ai nói vậy? Không biết. Chính là ta nói đây. Ui, cái gì? Cái con rồng nó mới nói á Sam ơi. Ui, ôi trời ơi, ủa mấy bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy trong world này có con rồng biết nói luôn á. Ủa, có khi nào con rồng này chính là con rồng nó bị ma nhập không ta? Con rồng kia, tại sao mày lại nói chuyện được hả? Tại sao mày lại nói chuyện được? Mày mau khai ra đi, không tao sẽ làm thịt mày đó, mày nghe chưa? Bởi vì ta chính là rồng sa mạc, ta có được sức mạnh phép thuật của sa mạc cho nên ta biết nói tiếng người thôi. Ủa, hóa ra là rồng sa mạc là có sức mạnh của sa mạc cho nên là biết nói tiếng người hả? Ủa vậy chẳng lẽ con rồng cây là nó không biết con rồng cây nó có sức mạnh gì ta? Ồ thôi kệ kệ đi. Ơ nhưng mà rồng sa mạc ơi, tại sao ông lại phá cái nhà của tôi? Tôi có làm gì ông đâu, tôi là nuôi ông nở lên, nở đàng hoàng. Tôi là người chăm sóc cho ông, vậy tại sao ông lại phá cái nhà của tôi hả? Ta phá căn nhà của các ngươi bởi vì tại sao các ngươi lại không xây nhà cho ta? Ta chính là rồng sa mạc, là một loài rồng cao quý nhất mà tại sao các ngươi lại không xây nhà cho ta hả? Hả? Cái gì? Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Tôi á là tôi nuôi ông nè, thì tất nhiên là tôi phải là xây cho ông cái nhà giống như là mấy con rồng bên kia rồi. Tất nhiên là ông phải có nhà, chẳng qua là dạo gần đây là tôi bị hư máy tính cho nên tôi không giàu, tôi không có xây nhà được cho ông thôi. Chứ không phải là tôi không muốn xây cho ông đâu. Tao muốn có một cái kim tự tháp để ta sống trong đó. Tao muốn có được kim tự tháp. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Giờ này làm gì mà có kim tự tháp cho ông ở? Chẳng lẽ giờ tôi phải đem ông ra tuốt sa mạc cho ông ở kim tự tháp rồi đem ông về hả? Rảnh quá à. Nhưng mà cũng đúng ha. Tính ra là ông là rồng sa mạc mà, là rồng của nữ hoàng Ai Cập mà. Tính ra là tôi cũng phải cho ông cái chỗ rồi đó ở được xứng đáng chứ ta. Ơi Sam ơi. Hả? Ê, hay là bây giờ tôi với bà xây cho ông một cái căn nhà có hình của kim tự tháp đi. Trời ơi, bị điên không? Căn tự tháp nó to hơn cái người ông gấp vạn lần. Vì sao không xây nổi hả? Xây nhỏ nhỏ thôi, xây nhỏ nhỏ để nhốt cái ông rồng này vô thôi, không cần xây bự đâu. Trời ơi, xây nhỏ nhỏ tí vô mà miếng phát ông miếng phát hai mình bay ra sa mạc hay ông biết hả? Tào lao, mình chỉ cần xây nhỏ thôi, xây ở chỗ này nè, xây nhỏ nhỏ cho ông ở thôi được rồi. Tôi xây nhỏ thôi nha, không có xây bự đâu. Thôi kệ đi, mình xây cho ông đi. Ok. Trời ơi, bà phải quá à. Tính ra tôi nói từ đầu rồi. Ok mấy bạn ơi, mình nghĩ á là bây giờ nè, dù gì á, cái ông thần rồng này nè, ổng cũng là rồng của anh nữ hoàng Ai Cập mà, cho nên là thôi mình cho ổng một cái nhà bự bự đi, kệ ổng đi cũng được ha, cho ổng cái nhà bự bự cũng được, thôi kệ, lâu lâu mình rảnh tay mình làm cho ổng cái nhà đi. Rồi ok, bắt đầu chúng ta bắt đầu xây nhà cho rồng sa mạc cho anh em. Ok, bắt đầu thôi nào, let's go. Khoan, mà ông rồng ơi, tôi nói ông nghe nè, bây giờ tôi muốn xây trong cái kim tự tháp á là tôi phải có cát,
phải có cái gì ta, cái người ta gọi là cái đó cát ở ngoài sa mạc á. Nhưng mà bây giờ đi từ đây ra tới sa mạc đến mấy trăm cây số lần sau đi được, mệt lắm. Đơn giản thôi, ngươi cần đất với lại cát chứ gì, hãy xem ta đây. What the hell, phải rồi, tính ra là ông ị ra mấy cục cát này luôn hả? Ui, cái này là cát hay là cứt vậy? Ôi trời ơi, bài ba, nhưng mà cái này nhìn ghê quá. Hình như cái này đúng, cái này hình như là cát này đẹp chưa? Ê bậy bậy nha, cái này là ông ị ra. Ghê quá. Thôi, tôi không xây chắc ơi, tôi không xây đâu, ghê quá. Không, bà phải xây phụ tôi chứ. Nói chung là cái này nó hơi thúi xíu nhưng mà không sao đâu, mình kệ đi, mình không xây đâu. Cái gì? Không kệ đổi lại tôi cái gì chứ? Rồi, bây giờ bà xây giúp tôi vài bữa nữa tôi sẽ ra ngoài cái ông thợ may, tôi đi may cho bà một cái váy thật là đẹp được chưa? Yeah, có váy mặc rồi. Thôi, bà quá đi xây. Ghê quá. Ok các bạn ơi, rồi giờ vô đây, vô đây Sam, vô đây. Ghê quá. Ghê cái gì mà ghê, vô xây cho ổng đi nè nè, cúp nè, cầm đi. Khóc lóc cái gì mà khóc, trời là trời. Ơi mệt quá, giờ để tôi coi, bây giờ chúng ta xây cái kim tự tháp à. Bà đặt cái cục này ra đi. Xây kim tự tháp nè. Đầu tiên là con rồng này nó bự cỡ nào ta? Để coi, mình nghĩ là xây cỡ bự cỡ 10 ô đi. Từ đây nha. 1 2 3 10 11. Ôi chết, chỗ này nó dư mấy cục đất rồi. Đập ra. Ơi bà có cái cúp tôi làm cái sản luôn kìa. Tôi làm cái sản, sao tôi với bà đập cái này đi. Đập cát cho. Đây tôi làm cái sản nè. Rồi hai cái sản luôn. Ok nè, bà một cây tôi một cây. Rồi đập đi. Đó, đập ra. Ok rồi, xây lại nè. Giờ là xây từ đây qua đây là được. Đó. Chính nè. Ok. Ok, trời ơi, bà đặt cái cục này kiểu gì vậy? Ngưa cây nè. Thôi để tôi đào lại. Đó. Ok rồi, bây giờ là xây cái khuôn trước nè. Tại vì chúng ta sẽ dùng cái cục này. Đây tôi đưa cho bà nè. Đó, nè bây giờ bà xây theo tôi nha. Bà đặt cao lên một ô thế này, sau đó bà bọc cái này lại như thế này. À, biết rồi, giống kiểu tự tháp đúng không? Đúng rồi, giống kiểu kim tự tháp á, kiểu vậy đó. Ok, bọc nó lại xung quanh thế này. One hour later. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị cho ổng nè, hoa nè, lá cờ nè, đuốc để thắp sáng nè, và mình lấy cho ổng thêm cái xô để tí nữa mình múc nước cho ổng nữa anh em ơi. Hả? Nói chung là mình từ trước giờ ha, mình nuôi ba con rồng rồi đó mà chưa có con rồng nào sướng mà con rồng sa mạc này, tha hồ mà ăn, tha hồ mà ở, tha hồ mà sống luôn, trời ơi là trời. Thôi rồi, để vô trang trí nhà cho ổng nè. Tháp ơi. Hả? Bây giờ nè bà cầm hoa đi, cầm hoa nè. Tặng tôi à, cảm ơn nha. Tào lao ai tặng bà. Bây giờ bà lấy hoa bà trang trí xung quanh cái kim tự tháp cho ổng đi. Trời ơi, tưởng tặng ta. Trời ơi, bà làm như bà cái gì ghê gớm, tặng hoa cho bà. Ôi. Đáng ghét. Đặt vô. Trời ơi, xong rồi nè. Ok, thôi bây giờ đi nè. Tôi thấy á, khoan là chỗ này trước đây cũng phải đặt vô luôn. Đó. Cho nó đẹp đúng không? Cái đường đi vô nó phải là có hoa đồ, nhìn nó mới đẹp, thấy không? Đó, ok, tiếp theo đó là cái lá cờ nè, trang trí lá cờ ở trong nè. Đặt cái lá cờ ở đây, đó, một lá cờ ở trên tay. Rồi. Hai lá cờ trên đây, đó, trang trí thêm hai cái lá cờ trên đây nữa. Một lá cờ ở đây nè, ok. Một cái lá cờ ở đây nữa. Hai lá cờ, đó, ok nè, là bốn lá cờ luôn, quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ là thắp đuốc trong nhà anh Trọng nè. Ở đây một ít đuốc nè. Ở đây một ít đuốc. Đây một ít đuốc. Rồi, bên đây cũng ít đuốc luôn. Đó, rồi thắp phía trên nữa. Đó, sáng trưng luôn, tha hồ mà sống. Rồi, trong đây nữa, rồi ok. Bây giờ là mình đeo âm thần rồng trong đây được rồi đó. Âm thần rồng ơi, đi theo tôi nè, giờ tôi dẫn âm vô trong cái gì ta? Cái nhà tôi mới xây trong nè. Ôi trời. Ok đi vô nè. Ôi trời, âm thần rồng ơi. Đi chậm thôi, âm làm gì ông đi nhanh quá vậy? Đúng là cái đồ thấy nhà mới cái tấp. Ok chui nhà nè. Rồi quay cái đầu ra ngoài. Wow. Ok. Thang có tự nhiên hai cánh rồi ra. Wow, trời ơi bạn ơi. Nhìn quá sang trọng luôn các bạn ơi, tự nhiên có hai cánh nhìn nó lòi ra ngoài, nhìn như cái kim tự tháp biết bay vậy. Wow, đẹp ghê luôn các bạn. Wow. Có bạn nào mà thấy là cái kim tự tháp của mình đẹp, mấy bạn nhớ bình luận số 1 cho mình biết nha. Nhìn cái kim tự tháp đúng đẹp luôn á. Wow, trời, con rồng chui vô ở kìa.
Thoải mái không ông Rồng? Thoải mái không? Thoải mái lắm, thoải mái lắm. À, thoải mái mà đúng không? Trời ơi, quá thoải mái luôn, tôi say trong mà. Thôi ok, thôi bây giờ là tôi làm xong nhiệm vụ nha. Bây giờ tôi đi nha, bye bye ông. Khoan đã, tôi có một món quà muốn tặng cho cậu. Trời ơi, trả ơn gì? Ông là tôi mang ông về tôi nuôi thì tôi phải có nhiệm vụ chăm sóc cho ông chứ có gì đâu phải trả ơn. Ủa mà ông trả ơn, tính trả ơn tôi cái gì? Đó là một quả trứng rồng. What the hell, lại một lần nữa hả? Ông mới vừa ị ra cái gì vậy? Trời ơi, ghê quá, để vô coi coi. Ui, ui, sao Tommy, vô coi nè. Ui, một cái trứng rồng đó. Trời ơi, cái ông này tôi là cần nhà, cần gì mấy cái trứng rồng này, trời ơi, trả nhà cho tôi đó. Tào lao, nhà cái gì? Nhà thì mình có thể xây lại, còn trứng rồng là hiếm lắm, không phải dễ kiếm được đâu. Vậy hả? Đúng rồi, cái trứng rồng này nè, bây giờ mình up đi, biết đâu nó ra được cái con rồng gì mới sao, đúng không? Ý á, con này 1 tiếng chắc chắn luôn nè, có 1 okay, tiếng. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy nó ra nè. Ủa sao đào không được ta? Ôi, cái trứng rồng này nó cứng quá, đào không được sao ơi? Ôi giờ sao, trời ơi, dùng cái đó nó bẻ bây giờ. Ông rồng bây giờ làm cách nào tôi lấy cái trứng rồng, chứ trứng rồng nó cứng quá, giờ lấy không được nè. Trời ơi trời, cái ông rồng này, ông ị ra chỗ này xong giờ cứng, nó cứng ngắc chỗ này luôn, sao mà mình đập ra được. Đập ra không được, chết rồi. Ok, mấy bạn ơi, có bạn nào biết cách nào để có thể lấy được trứng rồng không? Bạn nào mà nghĩ ra cách để có thể lấy được trứng rồng á, chẳng hạn như là dùng lửa nè, dùng nước hay là dùng piston hay là dùng cái gì, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ là mình không biết là cách nào để có thể lấy được cái trứng rồng luôn. Con cụ kìa. Mày tính vô trong chuồng mày ăn cắp trứng rồng hả mày? Chết mày đi. Ok, rồi cảm ơn anh em đã xem video này nha. Mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bạn Sammy Đào để đăng ký ủng hộ cho bé Sammy Đào nước nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero đó nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt, bye bye, tạm biệt.